Thu dõi coi cái con nghe thu dõi con sợ quá. Tại vì tính con nóng lắm. Cú đá cơ bản nha. Hey. Đây là có huy chương đàng hoàng, nó thế nào ra thế đó. Đó. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Mình giới thiệu nào. Chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh và chào bạn Nam. Chào dạ. Quý vị khán giả. Con tên là Ngô Thị Xuân Yến, con năm nay là 30 tuổi. Con đến từ Vĩnh Long, hiện tại công việc của con là nhân viên kế toán. Con cũng làm ở Vĩnh Long luôn. Dạ, ở Vĩnh Long luôn hả? Dạ đúng rồi. Mời nhà trai đi. Chào chú Huyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn nữ bên kia và chào các quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thanh Toàn, hiện làm nhân viên của một cửa hàng cắt cảnh. Buổi tối thì có những người mà như có đặt thêm bánh thì em sẽ làm thêm. Thì sống ở đâu? Làm ở quận 5. Quận 5, quê ở quận 5 luôn hay là? Quê ở quận 4. Quê quận 4 là quận 5. Lần đầu tiên là chú nghe vậy đó. Thôi bây giờ con giới thiệu đi. Điểm mạnh điểm yếu của mình. Điểm mạnh yếu yếu. Điểm yếu là con hay nóng tính. Từ lúc mà tập võ đến giờ thì nó cứ điềm tĩnh nó lại rồi. À, tập võ là điềm tĩnh rồi, đúng rồi đó. Điểm mạnh thì thể thao, năng động rồi vui vẻ hòa đồng. Trước đây con có chơi bên Taekwondo, đá banh với lại điền kinh. Đó là cái môn nào cũng có huy chương hết. Tốt quá. Con giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh con là vui vẻ, hay tạo tiếng cười cho mọi người. Suy nghĩ độc lập với con thích đi chơi đi phượt cơ cô. Đi phượt. Dạ đúng rồi. Điểm yếu của con là cọc hay nóng tính. Chết cha, hai đứa cùng nóng hết coi bộ mệt mỏi à nha. Với lại con rất thích nuôi chó. Cuồng chó luôn. Cuồng chó luôn hả? Cái đó điểm mạnh mà. Cô cũng thích nuôi dạ, chó đúng nữa. Rồi. Sẵn vậy con nói luôn đi, con có mấy mối tình rồi? Dạ, con có hai mối tình. Mối tình đầu tiên là lúc là còn sinh viên, con quen bạn đã được 2 năm. Thời sinh viên bỏ qua đi. Thời mới nhất nè. Mới nhất là cũng lâu rồi cô, 4 năm trước lận. Từ 4 năm trước, quen dạ, mấy rồi. Năm thì thôi. Dạ khoảng 1 năm hả? Lý do? Không có hợp cô, kiểu giống như suy nghĩ mọi người mọi khác. Không có giống nhau. Rồi thôi chia tay luôn. Chia tay luôn. Rồi 4 năm nay ở không vậy đó. Dạ đúng rồi, chứ lại tính cách con đó là suy nghĩ cái gì là suy nghĩ cái gì là phải đúng cái đó. Kiểu giống như là mình không có xác định với người ta thì đừng có làm cho người ta mất thời gian. Đúng rồi. Được thôi đó. Dạ đúng rồi. Không hợp thì thôi chia tay. Con cũng trải qua được ba mối tình gọi là chính thức. Ba mối chính thức luôn á. Dạ. Dài nhất là mấy năm? Ba mối tình này đều có gọi là cái định mệnh hay sao á. Cứ đúng 2 năm là chia tay. Vậy mối này quen 2 tháng cưới luôn. Cho nó xóa phong thủy đi. Hy vọng là như vậy. Con có thích nuôi chó không? Trời, nhà con đang có một con chihuahua. Cái là cũng có nuôi cũng có thích. Dạ đúng. Chào rồi. Cưng. Vậy còn hợp lý đó. Cũng thích nuôi chó đúng dạ. không? Con tưởng tượng cái người bạn gái của con sao? Con nghĩa mong muốn như thế nào? Vui vẻ, hòa đồng và nói chung là có quan tâm tới cho nhau. Rồi biết chia sẻ, san sẻ với nhau. Đó là tính cách, còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì cỡ 1.5m trở lên là tính 1.6m là được rồi. Con tưởng tượng cái người con gái ngồi bên đây là được bao nhiêu phần trăm mà con suy nghĩ? Trong suy nghĩ chắc cũng khoảng là 97% rồi. 97 rồi thôi ông hốt luôn đi. 97 rồi còn gì nữa. Để qua chú coi 90 mấy nha. Để coi 90 mấy. Trời ơi dễ thương đó. Bây giờ con muốn tìm một mẫu đàn ông thế nào? Ngoại hình thì cỡ giống như Quân AB vậy chú. Hả? Cái gì? Quân AB. Ca sĩ Quân AB. Hơi tròn tròn, dễ thương. Nam tính. Nam tính tròn tròn, tròn, dễ, tròn thương. Dễ thương. Mà tỉ dụ không tròn thì sao? Dẹp lép được không? Sao nãy giờ con tả mà thấy giống chú Quyền Linh không à? Bạn trai phải là người không có gia trưởng. Tính cách là phải mạnh mẽ. Phải là quyết đoán, độc lập. Thí dụ mà con gặp bạn nam nào á, là đầu tiên là phải sạch sẽ. Tóc tay phải gọn gàng, tay chân. Mà con nhìn lần đầu tiên là con vô con nhìn nhìn cái móng tay liền đúng không? Tay với chân chuốt. Con ơi, con thấy sao nè. Đưa tay lên đây cho coi. Cái tay thôi đó, kìa không có móng luôn, con yên tâm. Nó cắt không còn một miếng móng nào luôn. Luôn à. Hai đứa được rồi đó, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nha. Con đi với ai nào? Con đi với ai nè? Dạ con đi với em gái. Giống sao y vậy, hai chị em giống y chang vậy trời ạ. À. Dạ con chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân và quý vị khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ con thấy anh cũng hợp với chị, nhìn bên ngoài cũng hiền lành. Với lại ngày hôm nay thì ba ở nhà, ba cũng hy vọng là hôm nay, sau ngày hôm nay thì chị cũng có thể là có một mối tình nào đó tiến tới lâu dài.
Rồi là đem bạn trai về giới thiệu với ba đúng không? Ba cũng trông dữ lắm rồi. Trời ơi, dạ. Thương không? Rồi em trai đi với ai? Dạ, lúc đầu do có sếp nhưng mà bữa nay sếp đột xuất đi tỉnh nên không có tham gia. Thôi, hai đứa gặp mặt nhau đi rồi tâm sự đi. Mở rào. Bắt đầu đi. Trời đó. Con khủng long. Dạ, tại vì mọi người đánh giá em là thô lỗ, cọc cằn, nóng tính. Nhưng mà anh thử tiếp xúc đi rồi anh sẽ thấy nó dễ thương như vậy. Dạ, em thích màu này. Em muốn tặng anh một món quà kỷ niệm vào ngày hôm nay. Cảm ơn em. Anh thì cũng có cái bánh gọi là tâm động của anh làm. À đây, anh cầm đây. Bánh là con tự làm luôn hả? Dạ. Con muốn thử không? Con thử đi. Con thử coi có ngon không? Bánh này hồi sáng con mới thèm. Con mới thèm luôn á hả? Trời ơi, ông trời cũng tính sẵn cho con luôn á. Thèm, tự nhiên có trai tặng liền luôn. Vậy là có duyên rồi. Ý trời rồi, con ăn thử liền đi con. Thèm là mình phải hưởng thụ liền. Trời ơi, Linh có thích không? Tôi xin cho một cái nè. Chứ tôi nhìn tôi thấy hấp dẫn dữ lắm luôn á. Thiệt. Không có thích nhưng mà ăn đi còn nhiêu để đó. Dễ gì, bé nó nói sáng nó thèm rồi mà. Con cứ ăn con cảm nhận ha, con thấy ngon là con khen, mà không ngon là con chê cho cô. Dạ ngon cô. Ngon phải không? À. Ngoài cái bánh á thì anh có thêm một cái món quà, cây son anh tặng cho em. Dạ cảm ơn. Rồi, mua giỏ nó coi cái con. Con nghe mua giỏ con sợ quá. Tại vì tính con nóng lắm. Mà nhỏ cố gắng, nhỏ thiền, nhỏ làm bánh, nhỏ làm đủ thứ để bớt dằn cái nóng của nhỏ lại. Cái nóng của anh nó là đã từ hồi là thời trẻ bồng bột. Nhưng mà bạn này bạn nói tính bạn nóng dữ lắm luôn. Không sao. Thì lỡ mà bạn nóng quá rồi bạn không, bạn nói nóng quá không nói. Châm ngòi khai quả cho con lên lại cái nóng của con như ngày xưa nữa thì sao? Con bỏ đi ra ngoài khoảng 5-10 phút đó vô nói chuyện tiếp. Con cũng đòi bỏ đi luôn con. Hai đứa bỏ đi luôn hả? Vậy nhà tụi con phải sắm hai cái xe rồi đó. Con biểu diễn võ thuật cho bạn gái coi nào. Mình thử mình thể hiện cái tài cái lẻ của mình đi. Nói chung là mình đá một cái vài cú đá gọi là cơ bản nhất. Cú đá cơ bản nha. Hey. Đây là có huy chương đàng hoàng, nó thế nào ra thế đó. Đó. Đây là những cơ bản nhất của trong Taekwondo. À giờ con lấy cái bánh, con lấy cái bánh thấy luôn đá bài cái bánh rồi chú coi thử luôn. Bình là nữ hát bài tặng bạn gái hay bạn trai đi, nãy bạn trai múa giỏ rồi đó. Con tính hát cái xác không hồn á chứ. Cái gì? Cái gì? Con hát bài gì? Cái cái xác không hồn hả? Ủa có cái bài đó hả ta? Có, của Nhật Kim Anh. Ủa thiệt hả? Đúng rồi. Vậy con hát một đoạn hả Nhật cô? Ừ, con hát đoạn đi. Anh biết em mà, phải lo cha mẹ cuộc sống ấm em. Đường tình duyên em định buông xuôi giữa dòng đời. Anh chớ đau lòng vì một người như em. Chưa hiểu chưa tròn, tâm thần này đành theo gió bay. Vậy đó hả? Cái xác không hồn vậy đó hả? Chưa vô, chưa. Còn khúc sau nữa. Thôi rồi rồi, bây giờ mình đùa chơi vui chút xíu. Bây giờ chúng ta nói về tình yêu đi các bạn. Hẹn hò sao nè? Thì nói chung là một tháng con có thể dành ra được cái tuần nào. Nếu mà được thì anh có thể về với Vĩnh Long mỗi tuần một ngày. Tuần nào anh cũng đi được hết. Mỗi tuần một ngày như là một tháng 4 ngày đó. À, một tháng 4 ngày đó đúng không? Đúng vậy. Được không con? Dạ được cô. Khoảng cách đâu có gọi gì gọi là xa. Nó cũng nằm trong phạm vi của trái đất. Và cũng trong một cái gọi là Việt Nam thôi. Ghê không? Ok, chính xác luôn. Cái quan điểm tình yêu và hôn nhân của hai đứa đi. Để mình hiểu nhau hơn nha. Trong cái quan điểm tình yêu của con thì gọi là biết chia sẻ lắng nghe cùng nhau, nắm tay cùng nhau đi hết tất cả những gì mà như là đi phượt nè, du lịch đồ. Một người biết chung thủy vậy là được. Còn em thì người đó phải lo có bản lĩnh, phải có sự quyết đoán, không gia trưởng, phải độc lập về suy nghĩ lẫn tài chính. Cái đó là anh có rồi. Với lại là em thì nóng nó nhưng mà em muốn tìm một người là tính tình phải là nóng hơn.
nóng hơn trái nhà anh ơi. Phải chịu được cái tính của em. Dạ thí dụ tại vì anh mới gặp em thôi là rất là khó, nhưng mà anh hiểu tính em thì em rất là dễ. Đâu, anh thấy nãy giờ em cũng đâu có gì gọi là khó lắm đâu. Khó lắm anh ơi, khó lắm. Em khó khó tính. Vậy em hãy cho mình cơ hội với nhau, sẽ tìm hiểu cái tính khó như thế nào. Thôi, yeah. Được rồi. Mình để tay đút bấm đi, nãy giờ nói chuyện nhiều lắm rồi. Cho nhau cơ hội hay không là tùy hai đứa. Các bạn hãy nhắm mắt lại, cảm nhận xem đây có phải là người mà mình sẽ hẹn hò hay không. Bấm nút là trao duyên, là hẹn hò, là hướng tới những điều tốt đẹp nhất. Nào, sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Đấy. Nắm tay nhau nào. Chúng ta đã đồng ý hẹn hò với nhau. Và chính thức ngày hôm nay mình hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau thật chặt đó. Bây giờ mình nói gì với gia đình hai bên đi. Nói chuyện với ba đi kìa. Ba đang ngồi coi truyền hình đó. Thưa hai bác, con sẽ cố gắng cùng em đi hết cái quãng đường còn lại của cuộc đời hai đứa. Chăm lo cho hai đứa một cuộc sống gọi là vui vẻ, hạnh phúc. Thôi hung đại đi, hung đi. Em rồi nào mọi người ơi, mọi người vỗ tay đi nào. Đó. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30%. Con có thể nấu cơm, nước giặt giũ là con làm được hết. Nói chung là lo cho gia đình thì ok. Từ nhỏ thì con cũng sống xa bố mẹ là từ khoảng lớp 8 rồi. Nên là cũng khá là tự lập và con tự tin về bản thân của con. Con thì chỉ sợ bạn gái đòi hỏi chiều cao thôi. Con cao mét mấy? Con thì mét 63. Mét 63. Rồi tốt rồi. Mét 63 được không con? Dạ hơi thấp. Hơi thấp. Trời ơi. Mét 33 mới thấp. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai. Xin mời nhà gái. Rồi, bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu nha. Chúng ta bắt đầu giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe luôn. Bắt đầu đi em. Lời đầu tiên xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân cùng bạn nữ và toàn bộ khán giả. Con tên là Hoàng Văn Cương, năm nay 28 tuổi. Quê thì ở Yên Bái, nhà thì ở Bình Thuận mà hiện tại thì đang làm trưởng phòng kinh doanh ở công ty cổ phần kem Tràng Tiền chi nhánh Sài Gòn. Ở quận mấy? Ở khu công nghiệp Tân Bình. Tân Bình hả? Dạ. Rồi còn mình giới thiệu nào? Con chào cô Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh với cả chú luôn. Chú luôn, không phải gì phải anh cả. Dạ vâng, chú luôn. Chú Quyền Linh và bạn nào ở bên kia. Con tên là Phương Anh, năm nay con 27 tuổi. Quê con thì ở Hà Nội. Nhưng mà con sống, con sinh ra Quảng Ngãi. Con vào Sài Gòn được 2 năm. Vậy đó hả? Đang làm gì con? Dạ con đang là nhân viên marketing. Em trai, bây giờ em hãy nói cho mọi người biết là sở thích rồi điểm yếu, điểm mạnh của mình là gì? Con nói về điểm yếu trước đi. Rồi, nói đi. Thứ nhất là cho công việc vận hành hút thuốc. Đó thì cái đó là điểm yếu. Rồi. Mới lại công việc thì giờ giấc nó cũng không cố định, khách khứa rồi công việc có khi buổi tối là mình không được về nhà, mình đi thì nhiều khi ví dụ như có bạn gái hay có gia đình thì cái đó nó sẽ ảnh hưởng. Về sở trường á, điểm mạnh thì con có thể nấu cơm, nhà thì có mỗi một thằng nên là toàn bộ cơm nước giặt giũ là con làm được hết. Nói chung là lo cho gia đình thì ok, quan tâm người khác. Rồi, nhà gái. Con mình giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của con thì chắc là con khá là tự tin và độc lập. Tại vì là từ nhỏ thì con cũng sống xa bố mẹ là từ khoảng lớp 8 rồi. Nên là cũng khá là tự lập và con tự tin về bản thân của con. Còn điểm còn yếu? Về điểm yếu của con thì chắc có lẽ là ở cái gương mặt. Tại vì là bình thường nếu như mà những cái người mà mới tiếp xúc với con lần đầu á thì sẽ nghĩ là con là một người rất là khó gần hoặc là chảnh. Tại vì là mặt của con cái cấu hình nó vậy rồi. Nhìn nó hơi khó chịu. Nếu như mà con không cười. Cấu hình khó chịu hả? Dạ. Mình thay cấu hình. Nếu mà bạn nói bạn không cười thì người đối diện sẽ thấy là bạn hơi khó chịu. Là con bằng tuổi con gái lớn cô, con bé xí ngầu. Cái tuổi này nó vậy đó Linh ơi. Để coi cấu hình sao mà không có cười coi. Trời ơi xinh mà.
Nhưng mà nó không cười là nhìn nó khó chịu liền. Đâu không cười coi. Đó. Nó giống xiên hồ á Linh. Nhìn quạo quá đó. Không vậy cứ cười hoài đi. Dạ. Hả? Cười hoài cũng hơi kỳ. Cười hoài đi. Bây giờ này nè, mình có mấy mối tình đây? Nói cho nhà gái biết đi. Mấy con thì có hai mối tình. Hai mối. Mối tình đầu tiên là từ thời học sinh. Rồi bỏ qua. Bỏ qua. Mối tình thứ hai là từ năm 27. Mấy năm? Không, trong vòng một năm thôi. Lý do tại sao chia tay? Ngày xưa là làm chung công ty, bạn làm kế toán nhưng mà không hợp nhau. Bạn không chi tiền đúng không? Làm chung công ty không chi tiền. Vì có sợ quản lý chặt quá. Quản lý chặt quá nha. Có quản lý chặt không? Dạ không. Không đúng không? Dạ. Rồi, đàn gái mình... Con có mấy mối tình nè? Con mấy mối tình rồi? Dạ, con khoảng 4 năm mối tình. Chà cũng dữ à nha. Vậy là cười đó nha. Rồi sao chia tay 4 năm mối đó? Dạ, nói chung là không hợp thì không có duyên thì không có tiếng xa. Mối dài nhất là mấy bao lâu? Dạ, khoảng 2 năm. Mối ít nhất là... Ít nhất thì khoảng 6 tháng ạ. Cũng nhiều rồi nha, vậy là yêu nhau cũng để lâu lắm mà. Yêu sớm á, yêu sớm chứ không ạ. Rồi, bây giờ mình muốn có một mẫu hình lý tưởng thế nào? Mẫu người mình lý tưởng với con thì đầu tiên phải là một người mà chung thủy. Chung thủy. Cái đó là cái mà gọi là cái quan trọng nhất. Cái người đó phải có một cái sự tôn trọng nhất định đối với cái người mà đồng hành với mình. Đúng rồi. Thì nó mới có được cái sự chung thủy đó. Rồi. Ngoại hình với mẫu hình lý tưởng của con? Con thì con không có yêu cầu bạn trai phải đẹp trai hay là xoái ca gì hết. Thì gọi là nhìn hiền lành và ưa nhìn thôi. Hiền dạ. Lành, ưa nhìn. Con thích những người nhìn hiền lành. Để cô qua cô coi có hiền thôi, không thôi. Ưa nhìn là ưa nhìn rồi đó. Hiền lành thì từ từ coi sao chứ giờ mới gặp sao. Chào con dạ. Thế nãy giờ bạn gái nói vậy con cảm thấy là mình có đáp ứng được cái yêu cầu của bạn không? Con thì chỉ sợ bạn gái đòi hỏi chiều cao thôi. Con cao mét mấy? Con thì mét 63. Mét 63. Rồi tốt rồi. Mét 63 được không con? Dạ hơi thấp. Hơi thấp. Trời ơi, mét 33 mới thấp. Rồi bây giờ cái mẫu hình lý tưởng của con, người bạn gái phải như thế nào? Con thì dễ thôi, cao trên 1m5 là được. Người đầy đặn nhưng mà không mập quá. Đầy đặn cỡ đó được chưa? Từ hồi sáng giờ là chưa gây lộn với ông nha. Nha ông mối mai nha. Còn về khuôn mặt thì sao? Con muốn như nào? Nãy bạn nói là cái mặt bạn mà không cười á, nhìn là coi như là khó gần lắm á. Không không sao cô, thì con sẽ cho bạn cười hoài. Rồi đúng rồi, hay. Sẽ cho bạn cười hoài đúng không? Dạ. Cứ chọc là cười thôi, hỏi kiến người thân thôi. Đúng rồi, con đi với ai vậy? Con đi với anh con. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào tất cả khán giả trường quay. Con là Sơn, anh họ của Cương. Thì hôm nay thật sự rất là bất ngờ mà khi Cương gọi để đi tham dự chương trình này. Thì mình cũng vì em thôi tin tưởng mình thì mình cũng cố gắng sắp xếp. Thứ hai là hỏi bạn gái chút xíu. Nãy giờ chắc Cương chưa hỏi em thì anh hỏi này tí ha. Cái về tiền bạc gia đình á, nếu mà có gia đình thì theo em ai sẽ là người giữ tiền bạc em? Đối với em thì em cũng không có quan trọng cái chuyện đó lắm đâu. Em hay là hoặc là cả hai đều giữ thì em nghĩ là tốt hơn là để cho một người giữ. Ok. Cương anh thấy ok đó Cương. Con đi với ai? Dạ con đi với chị gái ruột. Chị gái ruột ơi, dạ. Đâu rồi? Chào cô Hồng Vân và chào chú Quyền Linh. Thì con đã coi chương trình của mình rất là nhiều rồi. Và hôm nay rất là vinh hạnh được ngồi ở đây để tham gia chương trình. Thật sự là sau khi mà nhìn hai bạn ngồi cạnh nhau và bị vướng một cái xe dạ. Hoa như thế này thì thấy rất là hợp luôn. Về cả ngoại hình rồi cả cách nói chuyện, chỉ mong rằng là sau khi bức rèm được vén lên thì có thể là hai bạn sẽ có thể trao đổi thêm để có thể hiểu nhau hơn. Còn về ngoại hình và cái cách mình các bạn nói chuyện thì khá là hợp rồi ạ. Dạ, tốt rồi. Cảm ơn. Mở rào. Bắt đầu đi Cương. Quà mình tặng quà đi con. Dạ. Mở quà có ý nghĩa món quà của mình. Em chào anh. Quá trời vậy đó hả con? Tặng cái gì mà tặng quá trời cái tặng là vậy? Hoa. Tặng quà phủ đầu mà. Ừ. Dạ. Em sợ. Có thấy lạnh không? À có anh. Ừ. Em đoán được cái gì rồi chứ? Em nghĩ là kem. Chính xác. Cái này là quả cầu. Nè, nó cui te cho nè. À.
có một người hai đứa sẽ như vậy. À, một người con trai và một người con gái. Dạ. À, đây anh có thể mở cái cuốn sổ này ra, nó không phải là cuốn sách. Cái này là cái cuốn nhật ký rất là đặc biệt. Rất là hay, rất là đặc biệt. Anh nghĩ là có thể mình sẽ viết chung đi. Thì anh có thể đọc ở trong cái nội dung ở trong này. Cái trang đầu tiên là cái trang mà em viết cho anh đó. Ok. Mở đọc luôn con. Chào anh, đây là một cuốn nhật ký rất đặc biệt mà em tặng anh. Cuốn nhật ký này để anh có thể viết mọi cảm xúc, tâm sự của mình dành cho người con gái định mệnh nào đó của anh. Sau này khi gặp được người con gái của cuộc đời mình, hãy trao cho cô gái ấy cuốn nhật ký này để cô gái ấy có thể hiểu được những gì anh đã từng trải qua nhé. Khi em cảm thấy trông chênh, cô đơn nhất, em cũng đã viết một cuốn nhật ký như vậy. Đó đã giúp em vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống và không còn thấy cô đơn nữa. Em là người viết trang đầu tiên này tặng anh. Hy vọng cũng là sự mở đầu tốt đẹp và biết đâu được cuốn nhật ký này sẽ không cần viết trang tiếp theo nữa vì đã có em ở đây rồi. Quá trời hay rồi. Mới con Trang muốn rụng tim nữa. Dạ. Con kết câu cuối chú. Có em Linh ở đây rồi. Không? Linh hồi đó ông có lãng mạn gì không Linh? À, không. Đó mua xôi rồi tặng không. Làm gì có nhật ký lãng mạn gì. Ồ, vậy là em vô Sài Gòn 2 năm hả? Dạ đúng rồi. Ví dụ như cái công việc của anh với của em thì nó cũng sẽ tựa tựa như vậy. Như anh thì anh đam mê công việc. Cái gì anh cũng làm, ở công ty có việc gì không vừa mắt là anh làm hết. Cho nên là đôi khi không có ngày thứ bảy chủ nhật nghỉ, tối có khi là 10 giờ mới về đến nhà. Nhưng mà đó là anh đang độc thân. Và anh cảm thấy làm việc cho nó quên đi cái nỗi buồn, cho nó vui. Biết đâu được đấy. Sẽ có một ngày nào đó ta làm 5 rưỡi là anh chạy thẳng về nhà. Anh chỉ cần một lý do thôi. Hiện tại thì anh ở Sài Gòn, anh ở một mình hả? À, anh ở Tân Phú, ở cùng mấy anh em nữa. Thì anh có thể chia sẻ nhiều hơn về cái quan điểm của anh trong tình yêu. Anh thì rất ngại bạn gái mà quản lý nhiều. Ví dụ quản lý về cái gì? Ví dụ khi anh đi anh nói hôm nay anh sẽ đi gặp khách hàng, tiếp khách, nhậu nhẹt. Đó anh nói thẳng như vậy. Nhưng mà ví dụ như đang ngồi mà gọi hoài á thì nó sẽ mất hay. Khi mà anh đi là anh nói anh đi và giờ anh về là anh sẽ về. Đó. Vậy thì nếu ví dụ và... như em cũng thích đi nhậu hay em thích đi bạn bè, những cái công việc riêng của em được không? Không sao, bởi vì á mỗi người nó sẽ có một mối quan hệ xã hội. Không thể nào mà hai người yêu nhau lấy nhau mà chỉ có hai người sống trong vòng tròn nó được. Thì mình vẫn phải có quan hệ xã hội. Bây giờ người phụ nữ hiện đại không phải anh lên về là em phải ở nhà nấu cơm, giặt giũ, rửa chén. Ai về trước thì làm, hay là hôm nay em mệt, anh mệt, phụ nhau vào làm. Chứ không phải là người ta hay nói sợ con trai bác nó ra trường này nọ. Đó thì anh cũng chia sẻ thẳng, em có hay ghen không? Không anh, em không ghen. Em cũng không thích quản lý. Tại vì em rất là dễ tính. Nên là lúc trước là em hay bị phản bội á. Là cũng vì cái lý do em rất là dễ trong cái chuyện đó. Em đề cao ở cái sự mà tự giác. Thì anh nghĩ là cái tuổi của mình nó cũng không còn trẻ nữa. Cho nên anh nghĩ là khi mà đã xác định, đã tìm hiểu, mình sẽ tiến tới. Bởi vì là gia đình mọi người thì cũng mong lắm rồi. Còn em thì sao? Khoảng bao lâu thì em có thể tiến tới kết hôn? Em thì em sẵn sàng rồi. Tại vì là mọi người thấy em cứ hay than ế, xong rồi em mới quyết định em đăng ký cái chương trình này đó. Nói chung là em thì em sẵn sàng, mà em chỉ có là em muốn tìm một cái người mà thật sự làm cho em cảm thấy em có thể đồng hành với người đó được. Người đó cũng có thể đồng hành với em được. Em khá là mạnh mẽ, cho nên là ví dụ khi người đàn ông người ta tiếp xúc á, người ta sẽ nghĩ mình liệu mình có bao bọc được cô ấy không? Có thể cô còn ghê hơn mình, thì mình phải làm sao? Không, nhưng mà đối với anh bình thường, cứ để em cười vậy là xinh. Rồi, tốt, quá tốt. Tốt rồi, tốt rồi, okay. Tốt quá rồi. Câu cuối cùng chốt hạ là hay đấy, cứ để em cười là hay rồi. Bây giờ nào, em hãy tiến tới nắm tay cô gái. Ừ, này, và... cái giọng này chắc hát hay lắm đấy. Đúng rồi, còn... để chúng ta thử trao nhau cảm xúc, xem cái cảm xúc nó có hợp với mình nữa hay không. Nắm hai tay hết đi. Đó, cứ nhìn thẳng mắt nhau và hát tặng nhau một vài giai điệu nào đó. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đó, giọng con rất là hay luôn á. Rồi, cảm bạn gái, hát một câu rồi nó đáp lại đi. Nếu anh đi
trái tim này buồn biến mây. Dù biết trong lòng còn yêu còn thương lắm đấy, nếu anh đi hãy cho em được nói với anh một lời. Dù tình ta sẽ chia, em vẫn yêu anh. Trời ơi. Ủa Linh, tụi con giống như bổ sung cho nhau á. Một đứa giọng kim, đứa giọng thổ. Đúng mà rồi. Rất là hay luôn. Bây giờ hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau nói mỗi người một câu nào đó mà tận đáy lòng của mình suy nghĩ về đối phương. Sao chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện? À, chúng mình gặp nhau nó là cái duyên. Còn đến với nhau được hay không, nó là cái nợ. Em có thể để anh trả cái nợ đó cho em hay không, đó là quyền của em. Mà anh hy vọng là mình có thể cho nhau một cơ hội. Em nghĩ là em sẽ cho anh cơ hội đó. Em chỉ nói ngắn gọn vậy thôi. Okay. Rồi. Nó không cần gì đến mình nữa rồi. Chúng nó tự nói với nhau là nó bấm rồi. Hãy bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn. Một. Một mà nó cạch cạch hết luôn rồi. Linh ơi, Vân bị hốt hoảng quá. Hai, ba, bấm chưa? Đó. Cạch cạch. Bắt đầu chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Ok rồi, bây giờ sẵn vậy, đặt nụ hôn đầu tiên đi con. Ngại đó. Cái đó không ngại được, cái đó là luật rồi. Dạ, nói vậy sống thôi chứ và làm không việc theo lắm. Pháp luật nha. Tao chưa nói gì hết mà Vân tưởng nó ngại. Anh xin lên nha. Hãy nắm tay nhau thật chặt. Trời ơi, gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Hãy giữ lấy món quà mà bạn gái đã tặng cho mình, hãy đọc nó và ghi vào đó những cái cảm xúc ngày hôm nay. Hãy đưa nhau đến những cái nơi nào mà mình thích nhất. Mời các bạn.